vào lúc 11 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2020. Hội cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn với sự phối hợp của các hội ái hữu cụ nữ sinh Trung học Trưng Vương và Gia Long, miền Đông Hoa Kỳ và yểm trợ tích cực của cộng đồng Việt Nam vùng Washington, DC, Maryland và Virginia và Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, đã tổ chức lễ tưởng niệm nhị vị trưng nữ vương tại trường Luther Jackson Middle School ở Fonte, Virginia. Mục đích là ghi nhớ công ơn hai bà đánh đuổi giặc tàu, đã đô hộ kéo dài 200 năm và nêu cao tinh thần của người phụ nữ Việt Nam. Hằng năm thì hội có mời những vị thành công trong xã hội tới thuyết trình. Năm nay diễn giả chính là bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà. Bà nói về cuộc đời khổ cực, eo le của gia đình bà và nêu lên gương kiên cường của mẹ bà là một khóa phụ vừa mới 30 tuổi sau khi chồng anh Dũng hy sinh trên chiến trường năm 1969. Hình ảnh một người đàn bà trẻ, đầu bịch khăn tang tay ôm hai đứa bé. Hình ảnh đó đã ghi sâu vào ký ức của bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà giúp bà tiến thân để khỏi phụ lòng người mẹ đã tận tụy hy sinh cho con. Ngoài ra còn có sự đóng góp của võ đường Tây Sơn của võ sư Hồ Bủ. Buổi lễ kết thúc vào lúc một dịch với buổi ăn trưa do hội khoảng đại.